Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu nâu.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.